Thế giới không thiếu những câu chuyện đầy màu sắc kỳ bí của dân gian địa phương ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những câu chuyện về những vết tích được cho là hiện thân của quỷ. Có những dấu vết là hiện thân của quỷ như là dấu chân, nhưng lại không hề giống như là dấu chân người hay là dấu chân của bất kỳ loại động vật nào. Không những thế, còn những dấu vết kỳ lạ hơn nữa. Vậy đó là gì thì các bạn hãy cùng mình theo dõi ngay chủ đề ngày hôm nay. Top 10 dấu hiệu được cho là của quỷ từng tồn tại trên trái đất. 10. Tam giác Bermuda, Bắc Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, địa danh này vẫn luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Hàng trăm tàu thuyền và máy bay đã bị mất trong và ngay bên ngoài tam giác kể từ khi Christopher Columbus là người đầu tiên ghi lại sự tồn tại của nó. Lưu ý là bàn của con tàu của ông ngừng hoạt động và ông nhìn thấy một quả cầu lửa trên bầu trời. Sự biến mất trong khu vực khét tiếng này đã nhiều lần được đổ lỗi về sự huyền bí, với những gợi ý nó có thể là một cơn lốc đến một không gian khác đã vận chuyển những linh hồn tội nghiệp trên tàu ra khỏi vũ trụ của chúng ta. Trung bình có khoảng 4 máy bay và 20 chiếc thuyền đã bị mất mỗi năm, không có dấu vết của bất kỳ mảnh vụn nào. Sự mất mát lớn nhất được ghi nhận là vào năm 1945, khi 5 máy bay ném bom phóng ngư lôi của Hải quân Mỹ bay từ Fort Florida đến đảo Bimini không bao giờ xuất hiện sau khi một cuộc gọi radio từ 14 người trên tàu và la bàn của họ ngừng hoạt động. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những miệng núi lửa dưới đáy biển khổng lồ và đây có thể là dấu hiệu cho thấy lý do tại sao các tàu bị mất tích mà không có một mảnh vụn nào. 10. Của quỷ tại núi lửa Rocamonfiener, Ý. Núi lửa Rocamonfiener là nơi tập hợp rất nhiều dấu chân hóa thạch gần Campania, miền nam nước Ý. Theo người dân địa phương, những dấu chân này là bằng chứng cho thấy quỷ dữ từng trồi lên từ địa ngục thông qua miệng núi lửa đã tắt này và đi lang thang trên trái đất. Đó là lý do mà họ đặt cho nó cái tên San Pedro Diavolo, mang nghĩa là dấu chân của quỷ. Giới khảo cổ cũng rất chú ý những dấu chân này, song với ý nghĩa khác với dân địa phương, người ta xác định đây có khả năng là dấu vết đã có từ khoảng 350.000 năm trước bởi một giống vượn người hai chân. Đây cũng được cho là dấu chân người lâu đời nhất bên ngoài châu Phi, cho đến khi dấu chân Happy Bird tuổi đời 800.000 năm được tìm thấy ở Anh vào năm 2013. Tại sao lại có ai đó đi trên miệng núi lửa và để lại dấu chân hơn 300.000 năm trước vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. 8. Nhà hội nghị Bắc Manchester, Mỹ. Được xây dựng vào năm 1973, nhà hội nghị Bắc Manchester ở Maine, Mỹ không chỉ bao gồm một nhà thờ và nghĩa trang, nơi đây còn có tảng đá nổi tiếng được cho là vết tích của quỷ. Theo truyền thuyết, nhóm công nhân đang làm đường vào nhà thờ thì tìm thấy một tảng đá không thể di chuyển được. Dù đã thử mọi cách nhưng tảng đá vẫn không hề di chuyển. Một công nhân trong số đó đã quyết định nhờ đến ma quỷ di dời hòn đá với vật đổi là linh hồn của anh ta. Ngày hôm sau, nhóm công nhân phát hiện hòn đá đã được di chuyển cách vị trí ban đầu đến vài mét. Bản thân hòn đá cũng có những nét kỳ lạ, trông tựa như dấu chân người và một cái móng guốc. 7. Dấu chân quỷ ở Devon năm 1855, Anh. Bí ẩn ở Devon năm 1855 được xem là trường hợp nổi tiếng và được quan tâm nghiên cứu rộng rãi nhất về hiện tượng dấu chân quỷ. Hiện tượng này diễn ra vào tháng 2 năm 1855 xung quanh cửa sông S ở Đông và Nam Devon, nước Anh. Sau cơn mưa tuyết nặng hạt, người dân địa phương đã phát hiện các vết chân giống như là móng guốc xuất hiện qua đêm trong khoảng cách từ 60 đến 160 km. Những dấu chân này có chiều dài khoảng 7 đến 10 cm, cách nhau từ 20 đến 40 cm. Chủ yếu đi thành hàng một, có mặt trên hơn 30 địa điểm khắp Devon. Những vết móng guốc trẻ đôi được cho là dấu vết của Satan vì chúng xuất hiện ở những nơi khó có thể xảy ra như là mái nhà phủ tuyết hay những bức tường cực kỳ cao và hẹp. Dù cho đến ngày nay những dấu vết ấy đã không còn, nhưng sự việc kỳ lạ ngày hôm đó đã được rất nhiều tờ báo đăng tin. Những nghi ngờ về dấu chân do ngựa tạo ra nhanh chóng đã bị bác bỏ ngay lập tức, trong khi một số khác tin rằng đây chỉ là một trò lừa bịp. Cuối cùng rất nhiều người tin đây thực sự là dấu chân của Satan. 6. Bí ẩn vòng tròn quỷ ở Mỹ. Nằm giữa khu rừng ở Bắc California, Mỹ, một mảnh đất nhỏ không có cây cối mọc lên, chỉ tồn tại ít cỏ lơ thơ. Đó được gọi là vùng đất của quỷ. Điểm cắm trại nổi tiếng đã trở thành chủ đề của nhiều truyền thuyết ma quái, cho rằng khu đất cằn cỗi rộng 12m2 là nơi dành cho ma quỷ nhảy múa. Nhiều truyền thuyết về nó xuất hiện từ năm 1982. Theo đó, không có gì có thể mọc lên từ đây, cũng như bất cứ con vật nào dám vượt qua đó.
Người dân địa phương cũng tin rằng nếu như bạn để vật nặng đặt tại trung tâm của khu đất, nó sẽ bị ném ra khỏi vòng tròn vào ngày hôm sau bởi vì lũ quỷ không muốn có bất cứ thứ gì gián đoạn cuộc vui của chúng. Nhiều người trong khu vực còn cho biết họ thấy những đôi mắt đỏ rực cũng như các nghi thức của Satan diễn ra trong khu vực đó. Năm, thị trấn của quỷ dữ ở Serbia. Dichavolija Varoš trong tiếng Serbia có nghĩa là thị trấn của quỷ. Nơi đây gồm những tảng đá với hình thù kỳ dị, chọc thẳng lên trời đầy ngạo nghễ, bất chấp sự sói mòn mạnh mẽ của tự nhiên. Nó tọa lạc trên sườn dốc phía nam của dãy Radan, gần với vùng Kurum Liza. Vùng đất rộng lớn này có tất cả là 202 chiếc cột đá dựng đứng, được miêu tả như những kim tự tháp với chiều cao 2-15m, phần chân rộng từ 4-6m. Độ cao của cả khu núi đá này khoảng 700-720m. Ghé thăm nơi đây, bạn sẽ thấy trên đỉnh mỗi cột đá đều có một chiếc mũ nhằm chống lại sự sói mòn. Theo dân bản địa, những cột đá nào được mũ bảo vệ có thể bị tan ra bởi sự bào mòn của nước, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu. Vì điều này, mọi người mới đặt tên nơi đây là thị trấn của quỷ. Họ cho rằng thời điểm xảy ra sự thay đổi này cũng là lúc thế giới loài quỷ đang gây ra những trận huyết chiến để tranh giành quyền lực. Ngoài ra, khi cơn gió thổi qua kẽ hở của các cột đá, chúng tạo nên những âm thanh kỳ lạ, lúc thì như tiếng rú rít, khi thì thì thào như giọng ma quỷ kêu khóc. Do đó, Dichavolija Varoš đến nay vẫn là một trong những nơi đáng sợ ở Serbia. Nhiều truyền thuyết xoay xung quanh sự hình thành của bãi đá kỳ lạ này, nổi tiếng nhất là câu chuyện liên quan đến tam giới thần quỷ người. Cách đây nhiều năm, Dichavolija Varoš là nơi sinh sống của các giáo dân. Điều này khiến ma quỷ khó chịu và chúng đã tạo ra nước quỷ. Người dân uống thứ nước này sẽ bị quên các mối quan hệ trong gia đình. Từ đó xảy ra chuyện chấp nhận đám cưới giữa một đôi là anh em ruột. Một bà tiên có nhiệm vụ bảo vệ nơi đây đã cố gắng ngăn chặn điều này nhưng đã vô vọng. Cuối cùng bà gửi lời cầu nguyện tới Chúa Trời, tạo ra một cơn gió lạnh lẽo, biến tất cả đám khách cùng cô dâu chú rể thành đá. Ngày nay, những cột đá vẫn được xem là hiện thân của các vị khách tham gia đám cưới ngày xưa. Chính phủ Serbia cũng rất lưu tâm tới hiện tượng tự nhiên này. Họ công nhận nơi đây là di tích tự nhiên lớn nhất của nhân loại và cần được bảo vệ. Với hơn 50.000 du khách ghé thăm mỗi năm, Dichavolija Varoš là địa điểm được Serbia ứng cử để trở thành kỳ quan thế giới mới. Bốn, mũi tên của quỷ. Mũi tên quỷ là những viên đá quỷ dữ ném xuống con người nhằm phá hủy những thị trấn và nhà thờ. Theo truyền thuyết, quỷ vương có một thiện xạ tồi, những viên đá liên tục chật mục tiêu và cứ thế chơ vơ giữa không trung. Mũi tên của quỷ ám chỉ 3 cục đá đứng thẳng hàng gần với Yorkshire Anh, những tảng đá được mang tới chôn xuống. Và chẳng ai rõ lý do người ta đặt 3 tảng đá thẳng hàng với khoảng cách tổng cộng là hơn 173m để làm gì. Tảng đá cao nhất là gần 7m. Quỷ dương vì giận dữ những người dân sống ở thị trấn gần Arbroath đã leo lên đỉnh đồi Hao và bắn 3 mũi tên đá khổng lồ xuống, cố gắng tiêu diệt cả thị trấn. Những hòn đá không tác động quá mạnh tới mặt đất và nằm thẳng đứng như vậy từ đó cho đến nay. Cũng ở Yorkshire, có một tấm bia đá khổng lồ đứng giữa nghĩa địa gần với một nhà thờ của người Norman ở Ruston. Tảng đá cao gần 8m, rộng gần 2m, dài khoảng 60cm và nặng tới 40 tấn. Nó từng là một dấu mốc quan trọng trong các nghi lễ ngoại giáo và nhà thờ ban đầu có thể được xây quanh nó. Truyền thuyết địa phương kể rằng quỷ vương đã ném hòn đá vào nhà thờ để phá hủy nó nhưng lại trượt ra ngoài. 3. Những dấu chân bí ẩn tại lâu đài Marvel, Bỉ. Được phát hiện vào đầu năm 1945 trên ngọn đồi phủ đầy tuyết phía sau lâu đài Marvel ở gần Bỉ, những dấu chân lạ xuất hiện hàng km kéo dài qua rừng, cánh đồng, sau đó là dựng lại bên một con suối. Nhiều dấu chân có mặt ở cả những đồng tuyết rất dày. Không có bất kỳ bằng chứng cho thấy nó có tác động từ động vật. Người dân đã thử so sánh dấu chân với một con dê trong làng nhưng không trùng khớp. Đáng ngạc nhiên hơn, những vết tích này khá giống với những sự việc xảy ra ở Devonshire, Anh gần 100 năm về trước. 2. Cây cầu được xây nhờ dâng linh hồn những người sống ở Thụy Sĩ. Ngoài lịch sử hấp dẫn ở bang Uri, Thụy Sĩ, thì ở nơi đây còn sở hữu những cảnh đẹp mê hồn với các ngọn núi phủ tuyết trắng xóa và những chiếc hồ trong xanh phẳng lặng nằm ở trên núi cao. Một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Uri chính là cầu của quỷ, nằm trong một hẻm núi. Đây là một tuyến đường quan trọng để đi tới đèo và bắc qua sông Rus hung dữ. Cư dân ở bang Uri tin rằng vùng đất này có sự tồn tại của ma quỷ và một vài du khách thậm chí đã làm phiền tới chúng. Tuy nhiên, nhiều người cho đây chỉ là một suy nghĩ vô căn cứ. Theo truyền thuyết, người dân bản địa rất muốn xây dựng một chiếc cầu bắc qua đây, nhưng địa hình nguy hiểm khiến cho việc đó không thể thực hiện. Do đó, một người dân đã cầu cứu trong tuyệt vọng tới loài quỷ.
bất ngờ ma quỷ đã xuất hiện và thực hiện ý nguyện của loài người. Với điều kiện là linh hồn của người đầu tiên đi qua cầu phải được hiến tế, người dân bèn đồng ý và cây cầu được hoàn thành một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, đến khi thực hiện lời hứa với ma quỷ, người dân đã cố tình lừa chúng khi cho một chú dê đi qua cầu. Do đó, thay vì bắt được linh hồn của con người, chúng chỉ có trong tay linh hồn của một chú dê. Quá tức giận, loài quỷ liền nhặt một hòn đá lớn để đập vỡ cây cầu. Trong lúc định hành động, chúng nhìn thấy một bà lão với cây thánh giá trên tay, khiến cho chúng sợ hãi liền bỏ chạy. Nhờ đó, cây cầu này vẫn tồn tại và người dân có thể đi lại dễ dàng. Cuối cùng đó chính là nhà thờ Đức Mẹ Kính Yêu. Nhà thờ Đức Mẹ Kính Yêu này đã là trụ sở của Tổng giám mục Munich và Freising. Nhà thờ Đức Mẹ Kính Yêu đã được xây trong 20 năm, từ năm 1468 đến năm 1488, do kiến trúc sư nổi tiếng Georg von Hansbach chỉ đạo. Một trong những điểm thu hút đáng chú ý nhất chính là dấu chân nằm ở gần lối ra vào được cho là của quỷ. Theo truyền thuyết kể lại rằng, việc xây dựng nhà thờ gặp một số vấn đề về kinh phí, và để hoàn thành nó, vị kiến trúc sư trưởng đã phải thỏa hiệp với quỷ dữ. Cụ thể, quỷ dữ yêu cầu nhà thờ không được có bất kỳ cửa sổ nào cho ánh sáng lọt vào. Sau khi nhà thờ hoàn thành, con quỷ đã đến kiểm tra xem Chuck có giữ lời hứa hay không. Tuy nhiên, khi phát hiện nhà thờ vẫn có một số cửa sổ, trong cơn tức giận, con quỷ đã giẫm mạnh để lại dấu chân xuống sàn nhà. Dấu chân màu đen này hiện vẫn còn bên trong nhà thờ đến ngày nay, rất thu hút khách du lịch của thành phố Munich. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video lần này của Bintop. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, nhớ hãy like và share cho tụi mình nhé. Đừng quên là bấm subscribe ở đây, bật luôn cả cái chuông nhỏ kế bên để nhận thông báo mỗi khi Bintop ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.